Ông muốn thế nào thôi, có phải là không làm đâu. Ngày xưa tôi anh lấy tôi nhìn tôi như thế nào, trắng nón trắng nào ra, da thì rẻ đến mịn màng, bây giờ nhìn này, ê, những con mèo nó cào này, thấy chưa? Hả? Ăn được thì ăn mà không ăn được thì nhịn. Không phải đòi hỏi lắm cái gì cả, mua cho cả con gà đấy. Làm cái gì mà ngồi gả chén lên bàn mà cứ rung đùi thế? Anh thì ở nhà mình gắt là sao mà có phải soi vợ nhỉ? Để đâu thì để. Thế không cơm được gì à? Cơm nấu xong rồi, chờ anh về là ăn thôi. Thế sáng bảo đã sửa cái bơ ruộng ngoài kia sửa chưa? Rét này đi gì? Rét gì, trời này mà kêu rét, đám mà xém ngoài cả làng cả xã người ta làm, tập trung làm hết ngoài rồi. Lên ruộng nhà mình còn chưa làm rồi, kêu rét vì nóng gì. Kệ người ta, mình ruộng của nhà làm lúc nào làm. Ruộng thì ruộng nhà mình, nhưng mà làm ấy, thì phải làm theo làng, theo xóm. Chứ người ta làm rồi xong rồi, mình không có cái đường để mà ra bên ngoài rồi, thì sao mà ra mà làm được. Người ta cởi hải xong rồi ở đây mình đi lại lùi qua người ta được à? Ơ, hay thật đấy nhở. Trời rét mướt này còn nắng hanh này, anh bắt em đi làm à? Không phải là nắng hanh chứ riêng nhà mình cả. Em cứ ráng ngoài sợ đông xem nè. Xem người ta làm ngoài như hồi ngoài kìa. Người ta chịu được rét thì em không chịu được. Thì bây giờ làm nóng mà không theo cho kịp mùa vụ thì làm thế nào mà có ăn được mà thì kêu là rét không làm được về nắng không làm được. Chứ bao nhiêu năm nay nhà mình có đói ăn không mà anh phải lo. Người ta làm nào kệ người ta, ruộng nhà mình thích làm nào làm chứ. Có phải làm thuê đâu mà anh cứ phải lo kịp mới không kịp cái gì. Tại sao lúc nào thế nhỉ? Cứ anh bảo em làm việc này là em cứ làm việc khác. Lúc nào phải chống đối anh thế là thế nào? Không phải chống đối. Mấy lúc nào em cần thấy việc nào cần thiết trước thì em làm trước. Nhưng mà cái ruộng đấy là ruộng nhà mình là 9 triệu đồng. Người trước làm người sau làm rồi ấy. Thì mình làm sao mà đưa trâu bò ra giữa đồng mà làm được. Trâu bò đi vào lối nào? Máy móc thì không vào được. Mình phải làm theo người ta để mình còn kịp mùa vụ bây giờ chứ. Em không làm thì anh làm có thế thôi. Cứ phải anh cũng làm, anh cũng nghỉ. Nhưng mà anh đang làm ở cái ruộng trên đấy kìa. Ruộng trên người ta cũng cấy rồi. Mình cũng phải làm để cho kịp. Nhà thì ít người. Mỗi có hai người mà em ở nhà em không chịu làm, một mình anh làm kịp nào được. Anh buồn cười đấy nhở. Đang ở cái trời nắng hanh như này là cứ bắt vợ đi làm nào. Đi ra đồng nó nể hết chân tay mặt mũi rồi. Ê, đây này nhìn mặt em đây này, thấy không? Nể hết cả má rồi này. Rồi em xem ra ngoài đồng người ta làm ao ao ngoài kìa. Ra ngoài được như kiểu mà người ta đi chảy hồi ngoài kìa. Mình ở nhà thì ra khỏi nhà cái trời nắng trời nóng. Trời nứt nẻ là thế nào? Nhá, anh nói hơi nhiều, anh thử nhìn lại xem cái chân của em này. Từ ngày lấy anh về anh nhìn lại xem nào, nó có thấy nơi hồn cái chân không? Á, à, suốt ngày đi làm ngoài đồng như thế này, nứt nẻ hết cả chân rồi. Sờ vào đến đâu là nó trắng xóa đấy rồi. Muốn thế nào thôi, có phải là không làm đâu. Đây này. Người ta ở nhà có một ngày đã khó chịu rồi. Suốt ngày tôi làm lụng vất vả, từ ngày lấy anh đến giờ. Ngày nào tôi phải ra ngoài đồng để làm việc. Đấy, thử nhìn cái chân tôi này, đây này, nhìn này, đấy, thấy chưa? Anh nhìn xem, ngày xưa tôi anh lấy tôi, nhìn tôi như thế nào. Trắng nón trắng nào ra, da thì rẻ đến mịn màng, bây giờ nhìn này. Ê, như cái con mèo nó cào này, anh thấy chưa? Hả? À? Tôi không làm ở chân tay như thế này à? Anh nói em này, mình ấy là con nhà nông. Mình phải chân lấm tay bùn thì mới có cái ăn. Chứ mình không như người ta ấy. Người ta là dân văn phòng. Người ta đi làm ấy, ăn trắng trơ được. Còn mình thì sáng đi cay, chiều đi bừa. Thì đẹp với ai? Đẹp làm cái gì? Điều quan trọng ấy, về trong nhà này, có cái để mà ăn, có cái để mà mặc. Có cái cho con cả lo cho con cái cho nó học hành. Chứ chưa đẹp cái gì nữa. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mà như lo một cái đi ăn diện lại làm cái gì? Tuổi nào là cũng phải ăn diện hết, cũng phải làm đẹp hết. Tôi là phụ nữ cơ mà. Cái làm đẹp thì anh cũng không cấm. Nhưng mà điều quan trọng mình phải làm. Mình phải làm ra. Có cái án trước cái đã. Có cái mặt trước cái đã. Đến lúc đấy mới lo để cái đẹp. Cái đẹp là cái như vào trong bếp không có cái gì để mà ăn. Vào trong tủ không có một nghìn nào để dự trữ lúc ốm lúc đau thì đẹp làm cái gì? Đẹp cho ai ngắm? Thế em hỏi anh ấy, từ trước giờ em có làm không? Lấy anh mười mấy năm nay có bao giờ lấy em ở nhà chơi không? Em vẫn đi làm. Nhưng mà em đã bảo rồi, công việc của nhà mình ấy không phải vội vàng gì cả, làm lúc nào thì làm, chơi lúc nào thì chơi. Đây này, làm nhiều quá chân tay nứt nẻ hết rồi này. Đi ăn cỗ em mà
bạn về xấu hổ. Đấy, hôm trước đấy bảo là chiều nay đi ăn cỗ, sáng vẫn bắt hái chè, xong rồi lại bảo đi ra đồng để cuốc đua ruộng. Về anh biết không, cái tay đen xì toàn nhựa chè, đi ăn cỗ phải đút tay túi áo này còn dám bỏ ra để gắp thức ăn đâu. Anh tưởng là tôi sung sướng à? Làm ấy cũng không phải là một mình em làm, cả anh cũng làm nữa. Vì nhà mình không có người, nhà mình có hai vợ chồng thôi, cũng phải làm chứ. Chả một mình anh làm kiếm ra đường. Bao năm nay không có làm thì ăn lấy cái gì mà ăn? Vợ ở nhà vừa có một buổi sáng nữa về là khó chịu rồi. Đã bảo không làm thì bỏ đấy mà. Anh không phải là khó chịu với em cứ làm hay không làm. Nhưng ý anh nói lên ấy, để em phải ra đi làm cho kịp mùa, chứ kịp thiên hà ngoài này, kịp làm kịp xóm kìa. Chứ không gì á, nay mai người ta cấy đi cái đồi ấy, được trên mình dùng trên không tháo được xuống dùng dưới người ta. Trâu bò không ra để cày bừa được, máy móc không ra được đến nơi, mình không thể đi vào để mà cấy được. Thì anh chỉ bảo em ra làm cho kịp mùa vụ thôi, anh nói gì đâu mà em cứ làm ung lên này làm gì. Anh là xấu tính ấy nhá. Thấy vợ ở nhà ngồi chơi có một tí là bắt đầu khó chịu. Về nhà ít nhất hỏi vợ ở nhà mệt mỏi hay là thế nào chứ. Chưa chi về đến nhà đã bảo là ngồi ung dung để xem điện thoại nọ kia rồi. Thì em mà ngồi xem điện thoại thì anh hỏi là làm cái gì chứ mà để em ngồi xem điện thoại để thôi. Thế sao anh bảo là đi không bảo đi ra làm sao không làm? Phải hỏi xem vợ có mệt mỏi không hay là cảm thấy thế nào chứ. Trời nắng hanh mà rét mướt như này. Đây này, nẻ hết cả gót chân rồi, như này đeo hai đôi tất vẫn nẻ này. Cho vào trong chăn anh biết không? Nó còn mắc vào chăn như là cái nam châm ấy. Nó hút vào sắt đấy. Có ai sung sướng thì không? Đây, nhìn thử xem nào. Lười làm mà chân như này à? Mình là nông thôn, rét mình cũng phải chuồng nước, nắng mình cũng phải chuồng nước. Đương nhiên là chân cẳng về cái mùa này thì nó nẻ. Về cái mùa này con gái 17, 18 tuổi đấy nó còn nẻ tuét ra nữa chứ. Nói gì là mình là người có tuổi rồi, mình là phải người đi làm. Thì những cái đấy thì mình để cho em nghỉ ngơi một tí chứ. Đua đòi là những cái đấy làm gì? Vợ chồng với nhau mà hơi tí là hơn thiệt khó chịu. Hơn gì, anh đi làm từ sáng chứ anh cũng về có anh còn nói gì. Anh cũng nó bảo là tại sao em phải làm cho bằng anh hay không mà tìm về này. Ở nhà người ta lo cơm nước thì phải người ta là chơi đâu. Chưa chi vậy thì khó chịu à? Đàn bà con gái hai chân ngồi gác lên bàn, ngồi rung đùi xem điện thoại. Ờ hay, em làm mệt mỏi suốt cả ngày, cả tháng, cả năm rồi. Ở nhà nghỉ ngơi một tí để cho nó thoải mái một tí chứ. Muốn làm gì mình thích thì mình làm chứ. Có phải là ở chung bố mẹ chồng đâu mà phải giữ ý. Có hai vợ chồng với nhau, con cái đi học rồi. Ở nhà con cái như thế em không bao giờ nó ngồi rung đùi cả. Bây giờ em có thể là nó ở một mình, không ở với bố mẹ chồng hay không có con gái. Nhưng mà đó đang tạo một cái thói quen. Đến lúc đấy em ở nhà thì em không làm gì thì làm, anh không nói. Anh nói lại một thì em mà nói lại 10, anh sao anh nói được. Nhưng một mai đây đi ra cái quen cái chân cái tái rồi, xong rồi cứ ngồi đến nhà rồi cứ gạt chân lên bàn thì à. Người ta đánh giá nào? Năm nay hơn 30 tuổi rồi. Em không phải ít tuổi để anh phải dạy. Em sống thế nào anh không biết rồi. Cái gì cũng nói được à? Thôi tí là soi mói vợ. Chồng chồng đáng ngày khó tính. Em lấy tiền trong tủ làm gì đấy? Em lấy làm gì đâu? Thế tiền anh để trong tủ ấy... thì ai lấy? Ờ hay. Chắc là anh lấy mang đi đâu, anh làm cái gì rồi không nhớ gì. Em cần tiền làm gì đâu mà em lấy. Nhớ gì? Tiền có 3 triệu bạc anh để trong tủ ấy, mới để từ trưa hôm qua, bây giờ là tại sao đây còn 2 triệu rưỡi là thế nào? Có mà anh lấy nhiều lần xong anh chẳng nhớ. Anh vừa bỏ trưa hôm qua xong, từ hôm qua giờ anh đi đâu? Anh ra đi ngoài ruộng cái xong quay về đây nhưng chưa hề mua một cái gì luôn. Mà trong nhà chỉ có hai người. Anh không lấy, em không lấy, thế thì kẻ trộm vào lấy tiền à? Ừ, hay hôm nay anh phải nấm nói sao mà về nói từ nãy giờ không chán đấy. Anh đã hỏi em chứ không phải anh nói. Thế bây giờ em đã bảo em không lấy rồi còn muốn thế nào nữa? Thế chẳng nhẽ là kẻ trộm vào đấy được cái tiền có 3 triệu bạc nó không lấy cả 3 triệu mà lấy nó rút toán có 500 nó lấy. Thế anh thử xem là nhớ lại xem là có lấy mang đi đâu không? Mang cái gì thì anh vừa mới bỏ trưa hôm qua thì mang cái gì đâu? Mang đi đâu? Nhớ lại xem, nhớ kỹ xem, không có đến lúc lại đổ oan cho vợ. Anh nói em này, không phải là bây giờ mới lần đầu. Mấy lần trước ấy, cũng bị rủ toán như thế. Anh cứ tưởng là anh lấy mua cái gì thì anh không nhớ. Cho nên anh không hỏi em. Đằng này anh mới bỏ trưa hôm qua xong, anh chưa hề đụng chạm gì, chưa hề mua cái gì luôn. Mà trong nhà chỉ có hai người. Anh không lấy, em không lấy thế thì tiền nó đi đâu? Nó không có cảnh mà nó bay được à? Thế anh bảo là tiền trong tủ mất hóa ra anh đổi cho vợ anh là cái trộm à? Anh không phải là đổi được cho em. Em lấy cái gì ấy thì em nói thôi. Anh hỏi em anh lấy để mua cái gì. Chứ không anh cũng nói là trộm bằng cát chứ cả. Đã bảo là anh không lấy rồi là cứ hỏi mãi. Tiền trong nhà thì tiền trong nhà thì tiền của anh cũng như tiền của em, tiền của gia đình chứ. Đâu phải tiền của tôi, của ông gì đâu mà lấy trộm và lấy cắp. Em lấy cái gì thì em cứ lấy. Nhưng mà lấy thì phải nói. Đằng này anh đã hỏi lấy cái gì thì em lại bảo là em không lấy.
Thế anh bảo tiền của vợ của chồng thì em tiêu rồi thì thôi. Thì tiêu đi, điều quan trọng là anh hỏi em ấy, em lấy mua cái gì? Chứ anh không phải nói là tiền mất đi đâu hay là em lấy cho ai hay làm gì. Ai mà nhớ được là tiêu cái gì? Có khi anh lấy em chả nhớ mà em lấy em chả nhớ. Chả từ mỗi lần lấy là phải ghi vào sổ à? Từ trưa hôm qua đến giờ mà em lấy 500.000 đồng thì ví của anh ra mà bảo là không nhớ cái gì. Em nói thế mới nghe được à? Một ngày phải chi tiêu bao nhiêu thứ ai mà nhớ được? Ai mà cứ để bụng để tâm xong là phải lấy để làm cái gì thế nào? Tiền sẵn lấy thì cứ cần cái gì thì lấy đi. Thế lấy thì cái đấy gì thì phải bảo với anh chứ. Đang là anh hỏi xong em bảo là không lấy. Thế ai mà nhớ được cái gì? Đấy thì nhiều khi là nghi ngờ cho con nhà cái đồ án cho nó đấy tôi nó. Cái gì này? Quần áo là cái gì mà phải xem? Đồ đàn bà xem làm cái gì? Ngồi lướt trên Facebook chả lắm vào là cái như thấy người ta livestream này bắt đầu mua được mua hàng à? Ờ hay. Sinh ra người bán hàng mà có người mua chứ. Thế là em lấy cái tiền của tôi em mua cái này á? Em mua quần áo mà mặc có gì đâu mà. Em đi đâu mà em mua cái váy này? Tôi mua để mua cưới. Suốt ngày bạn bè nó mời cưới. Thế bây giờ chẳng nghĩa mình không đi à? Thế từ ra bấy lâu đấy em cứ toàn là rút toán tiền của anh ra là để mua những cái này đấy à? Thì em đi làm em kiếm được tiền. Anh cũng kiếm được tiền. Thì bây giờ lấy kiếm ra tiền để phục vụ bản thân mình. Bây giờ kiếm tiền để mua quần áo mà có gì đâu, có gì sai trái đâu. À nó như ở nhà đang làm không làm cái gì. Thuốc ngay cứ lướt Facebook ra để mua những đồ bá những cái váy như thế này. Váy người ta cứ dơ ra để làm cái gì không biết được nữa. Động vào cái đó. Người ta ấy, dân văn phòng ấy thì mua váy về để mặc là cái đương nhiên. Mình chỉ chuột ngay thì ra ngoài ruộng ngoài đồng ấy. Mua về cho má nó ngắm à? Mặc cho má nó ngắm à? Hay là ra ngoài đồng chứ? Mặc ra ngoài đồng cho trâu bò nó xem. Em vừa phải thôi chứ. Mình phải biết mình là ai, nhà mình như thế nào. Bây giờ ra để mua những đồ này. Phí ba cả đồng tiền đó. Này, anh đừng làm cái trò ấy nhá. Váy của người ta thế. Váy của người ta thế mà dám đi cầm để đập thế à? Săn mãi mới đưa được cái váy lụa này. Ai cho anh vứt váy của tôi trong đất thế đấy? Lấy tiền trong ví ra để mua. Không nói một câu. Tiền em đâu mà mua? Em lấy tiền đâu ra mà thuốc ngày hôm nay đi mua váy mai đi mua quần. Em làm ra tiền để mua váy em mặc, mua quần áo để em mặc chứ không phải làm ra tiền để trong két để cho nó mối mọt đi à? Váy người ta mãi này mới mua được nhưng mà lại đi ném mất là thế nào? Tay của anh ấy chảy xước hết rồi kìa, gai góc kìa, động vào đây thì nó sổ chỉ hết của em ra. Tại tôi đi làm ruộng, đi cuộc đất, nó xây nó xước thế đấy. Còn em ở nhà đấy. Gạt cho lên cái bàn này kìa, lướt Facebook kìa. Xem live stream live call gì kìa. Rinh hết cái này về rinh cái khác. Cái nhà chứ kìa mà cái thùng rác của Facebook rồi đấy. Lên em mà dòm. Anh thích thì cũng vào mà mua, em có cấm anh đâu. Em nói cho anh biết nhá. Em mua quần áo về để mặc ấy là em làm đẹp cho bản thân em nhưng mà cũng đẹp cả mặt anh đấy nhá. Chứ không phải là mình em mới làm đẹp đâu. Bây giờ đi ra ngoài bạn bè bảo chứ, ui vợ mày dạo này trẻ đẹp thế. Quần ăn mặc thì toàn đồ đẹp thôi. Thế có phải là hãnh diện sung sướng không? Không ai là muốn vợ mình xấu cả. Nhưng mà cái điều anh cần ở đấy không phải là đẹp cái ngoại hình. Anh muốn vợ mình đẹp cái nhân cách ấy cả. Thế em làm gì mà nhân cách không đẹp? Em mua quần áo em làm đẹp cho mà đẹp cái mặt anh mà mới còn muốn thế nào nữa? Mà kêu là không đẹp. Con người ấy đẹp phải tự hào với vợ mình biết ăn biết mặc biết làm đẹp. Đi ra ngoài để cho mình nở mày nở mặt mới thể cảm thấy tự hào điều đấy chứ. Cứ về ra là về tiếc ba đồng tiền kỳ bo kiệt chỉ thôi vừa rồi nhá. Làm ra được 1.000 thì tiêu mất 10.000. Đẹp cái gì? Đẹp mà không có cái ăn thì lúc này thấy sức mà đẹp. Đi làm thì kêu là nứt tay nẻ chân. Không đi làm á, rồi được có một ngày đâu nẻ cả mồm. Chứ không phải là một nẻ tay với nẻ chân thôi. Không phải đứng đấy mà xúc phạm vợ nhá. Nói vừa thôi, nói ít thôi. Làm thì cái bố nào bảo có tiền. Làm ra được 1.000 thì tiêu mất 10.000. Suốt ngày cứ lên Facebook mà nó bảo là tiêu 10.000 rồi, anh làm cái chết ra. Có phải là ngày nào mua váy đâu? Em xem em bây giờ một nhà mình ấy, đi cày đi cấy một ngày được kiếm thu nhập được bao nhiêu tiền? Em mua một cái váy bao nhiêu tiền? Mà mua những cái gì mới thực tế ấy? Mua quần áo lao động bảo hộ bên ngoài ấy, anh không nói làm gì cả. Đằng này mua cái váy này, mình đi đâu mà mua váy, mặc váy? Ra đi cày cũng mặc váy à? Em, ai đi cày mặc váy để làm gì? Thì mua váy em đi đâu, em làm gì? Lúc nào đi ăn cỗ ăn gàng đi bạn bè họp lớp tôi phải mặc trước. Thì một lúc em mua hai cái này, chứ ngày nào chắc em đi ăn cỗ chắc. Váy thay đổi à? Hả? Mai hai đám cưới ngày mai người ta mời ngày kia người ta lại mời. Hôm nay mặc váy này ngày kia lại mặc váy đấy à? Anh nói em. Cái này thay đổi chứ. Em bởi cái sự đua đòi của em đi. Đừng có làm thì cái tiền này ấy để mua cho con hộp sữa nó ăn. Tôi đi vào đi mà vào đi ăn cơm vào đi không đi. Không phải đứng đấy nói nhiều. Lại nhà mãi thì lúc về đấy cái ba đồng tiền của vợ.
Mua váy cho vợ mặc không phải là vợ làm cái gì đâu mà còn sốt ruột. Càng già khó tính thì còn kiệt chỉnh nữa. Tiếc cả của vợ. Đấy, váy thì mua phải váy này, váy khác. Vừa hoang bảo là tôi làm cho tôi. Bây giờ em xem vào cái mâm cơm của em nhá. Cắm được một cơm để đấy xong rồi là tí đầu muốn luộc để thế là xong rồi. Tin gà mua ở con nhờ. Đấy, kêu là vợ nấu mạnh nấu nhạt. Tự nấu lấy mà ăn nhờ. Đấy, túi gà đấy, đây này. Mua cho cả con đây này. Đấy, nhìn đây này. Đấy, lúc nào cũng kêu là đấy. Mua cho cả con gà mà ăn đây này. Đấy, vào mà nấu đi. Thích nấu kiểu gì nấu. Thế thì bảo anh ăn thịt sống này luôn à? Vào mà nấu lấy mà ăn. Thế thôi, lúc này bảo nhà là cơm được nấu hết rồi thì sao? Thế mà anh kêu là vợ suốt ngày nấu mặn nấu nhạt. Luộc thì em không lo mặn nhạt rồi. Gà rang hay là luộc thì tùy anh, mang vào mà nấu. Đi đi, nhà chỉ có thế thôi. Ăn được thì ăn mà không ăn được thì nhịn. Không phải đòi hỏi lắm được gì cả. Mua cho cả con gà đấy. Ăn hết cả con gà đấy, không ai bảo gì đâu. Ăn hết, tối rồi mua con khác. Làm ra tiền phục vụ mình chứ có phải gì đâu mà có phải hào tiện làm cái gì. Giàu hay nghèo ấy, chết đi cũng chung một cái hố tất. Chả có hố nào to hơn hay bé hơn cả. Làm ra tiền tội gì mà không tiêu. Chết có mang theo được xuống hố không?